Bây giờ thì Mai sẽ chia sẻ với mọi người về cách để chúng ta có thể làm immunity và sẽ được chia làm hai phần. Phần đầu tiên là về cách bán hàng, phần thứ hai là cách tuyển dụng immunity, được chưa ạ? Làm thế nào để chúng ta có thể bán hàng trên mạng xã hội, đặc biệt là mạng Facebook? Giả sử đây là mạng Facebook của bạn. Hàng ngày bạn trình diễn lên cái Facebook của bạn những gì thì những người khác ở đây, ở xa xa, những người xung quanh họ sẽ theo dõi. Cả một cái cộng đồng rất đông người Facebook online theo dõi bạn. Họ nhìn bạn, được chưa ạ? Họ theo dõi để họ xem là bạn có đủ uy tín hay không, xem là bạn có kiến thức hay không, để họ ra cái quyết định hỏi hay là quyết định mua hàng, được chưa ạ? Đầu tiên thì hãy kết bạn với 5.000 Facebook chất lượng. Muốn bán hàng phải thể hiện mình là một chuyên gia. Đăng 3 đến 5 bài về chuyên môn. Học đến đâu đăng đến đó. Dùng sản phẩm gì, cảm nhận như thế nào, hãy chia sẻ đăng bài. Rồi đăng clip chia sẻ về chuyên môn, chưa ạ? Đăng tải bằng chứng before after, đăng hình ảnh bản thân và gia đình dùng sản phẩm. Hãy là người lan tỏa tình yêu của mình với sản phẩm cho mọi người biết, được chưa ạ? Rồi hãy đi tương tác khách hàng. Like khách hàng để họ biết bạn. Rồi là cấm tiêu cực trên Facebook bán hàng. Không ai muốn đến với một người tiêu cực, đúng không ạ? Chúng ta phải làm liên tiếp những cái này, chúng ta phải trình diễn liên tục những cái điều này trong 6 tháng.
khách hàng mới biết chúng ta. Còn bạn đăng ngày hôm nay, ngày mai, một tuần, hai tuần, sau đó bạn mất hút thì là một cái Facebook không uy tín, nay làm cái này, mai làm cái kia, đúng không ạ? Không có sự uy tín và bạn không phải là chuyên gia thì bạn không thể nào bán được cái sản phẩm về sức khỏe cho người khác. Hai, đó chính là cách tuyển dụng. Đó chính là bạn cũng phải là cái người trình diễn ở đây cho những cái người ở đây, người ta thấy bạn, người ta thấy ồ, đây là một cái thủ lĩnh giỏi nên đi theo học hỏi, hay là làm việc ở đội nhóm này rất là vui, đúng không ạ? Thì người ta sẽ xin làm cùng với chúng ta. Đầu tiên thì chúng ta vẫn phải là đi chào, like, comment Facebook để người ta thấy bài của bạn. Bạn phải thể hiện mình là một người có tư duy, có hiểu biết. Có đạo đức. Uy tín. Đúng không ạ? Rồi là mình có lớp vở. Vui vẻ tích cực, cùng tiến. Mình có vợ hấp lõi chất lượng thì sẽ rất là hút, đúng không ạ? Vợ hấp dẫn thì có thể là có hình ảnh đẹp này, xinh này. Lõi chất lượng này bạn có thể chia sẻ về tư duy, về chuyện ý nghĩa. Đúng không ạ? Rồi là chúng ta hãy chia sẻ về kết quả kinh doanh của mình tại Unity cho mọi người thấy. À, tôi đã đặt cái gì? Tôi đặt hai chiếc xe Grandi, tôi đặt Phú Quốc Hai Xuất, tôi đặt Maldives, tôi đặt Director Kem, tôi đi Thái, tôi đi Hàn, vân vân. Tất cả những cái gì chúng ta được hưởng từ Unity, chúng ta hãy chia sẻ với nó. Và đôi khi hãy đăng cái sự hài hước trên Facebook. Để cho nó đỡ nhàm chán, một cái Facebook lúc nào cũng chỉ đăng về sản phẩm, về tư duy thì đôi khi nó sẽ rất là bị mô típ. Và chúng ta đăng những cái hình ảnh hài hước lên thì sẽ hút được những cái người thích giải trí, thu hút mọi người giải trí, được chưa ạ? Vui nhộn, và những cái đó thì nó sẽ rất là hút, là hút comment và tương tác luôn đấy ạ. Và cho thấy bạn là một cái người biết trình diễn. Bạn trình diễn được ở cái sân khấu này tốt thì bên đây người ta sẽ see bạn, người ta sẽ nhìn bạn. Người ta see và người ta nhìn, và người ta thấy à, đây là một cái thủ lĩnh ok, có đạo đức, có uy tín thì họ sẽ theo, đúng không ạ? Ok, đây là hai cái phần mà mình muốn chia sẻ và hướng dẫn cho mọi người về cách để chúng ta có thể làm Unity hiệu quả. Cảm ơn tất cả mọi người.